Look at the yellow leaves. Nice. Thân chào các bạn. Món ăn nhà quê. Này là món ăn nhà quê ở đâu? Đại Bình. Đại Bình hả? Đại Bình là gì ở đó? Relatives. Là nhà quê nội của anh hả? Yes. Quê nội. Grandpa. Right. Grandpa. Quê nội. Ok. Ông ngoại, ông ngoại ở bên Hội An. Ông nội. Ông nội vậy. Này là món gì là bữa nay hả? It is a clam soup from yesterday. Clam, cua, crab. Oh, sorry. Crab. Crab soup from yesterday. Nấu cái gì đây? Cái gì đây? Yesterday we had crab and mussels and everything. Husband's birthday, your birthday, yeah. And now we got saved the juice. Today, soup. Canh bầu cua nè các bạn, không có cá, không có cá cọp nữa, canh bầu cua, chỉ bầu cua thôi, không có cá cọp. Không, canh bầu cua, nè, cá cọp thịt này là thịt gì đây? Whips? No, don't put the